bí quyết để tăng tần suất quan hệ. Có một cái câu hỏi như thế này: chồng em năm nay 40 tuổi, công tác ở xa nhà và 1 cho đến 2 tháng mới về một lần, nên là muốn gần gũi vợ nhiều hơn. Yes. Thì có thể và mong muốn là gì? Liên tiếp từ 3 cho đến 4 lần. Tuy nhiên thì chỉ được 2 lần đầu thôi, còn từ những cái lần sau thì anh rất là khó cương, mặc dù là rất hưng phấn. Mong bác sĩ chỉ dẫn cái cách ăn uống như thế nào này, luyện tập như thế nào để chồng em có thể cải thiện được cái tình trạng này. Việc mà chúng ta lâu ngày không gặp nhau ấy, không gần gũi vợ chồng thì nó tạo nên những cái khoảng vắng, ảnh hưởng phần nào đó đến cái tình cảm và cái sự đồng điệu giữa hai người. Trên thực tế thì tôi có biết rằng có rất nhiều gia đình mà rơi vào cái tình trạng như thế này. Vì cái cuộc sống mưu sinh này, vì cơm áo gạo tiền mà chồng một nơi, vợ ở một nẻo, tức là chúng ta thường xuyên xa nhau và không có cơ hội để chúng ta gần gũi nhau nhiều. Sau một cái khoảng thời gian chúng ta không được gần gũi thì cái nhu cầu của các cái cặp đôi sẽ tăng cao lên. Và điều này rất là dễ hiểu, hoàn toàn bình thường. Và trên phương diện của đôi lứa thì đây cũng là cái yếu tố quan trọng giúp cho vợ chồng gì hâm nóng cái tình cảm cũng như là duy trì được cái hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên các bạn cũng cần phải hiểu thêm một cái điều rằng sức người thì luôn luôn có hạn, và về mặt sinh lý thì đàn ông sẽ khó cương hơn, sẽ khó cương hơn khi mà chúng ta gì xuất tinh nhiều lần liên tiếp. Và nếu mà có thì cũng sẽ không đạt được và không duy trì được tối đa cái khoái cảm ở những cái lần mà chúng ta quan hệ tình dục lần sau. Hưng phấn thì nó vẫn còn đấy, thế nhưng mà trên bảo thì dưới lại không nghe. Chúng ta muốn chiến thêm vài hiệp nữa để chiều vợ nhưng là bất lực, cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối và vô cùng chán nản. Thay vì chúng ta liên tiếp quan hệ thì sau 2 lần lâm trận các bạn ạ, sau 2 lần lâm trận thì các bạn nên ngừng, nên nghỉ ngơi trong vài giờ. Khi mà kích thích liên tiếp thì cái dây thần kinh ở cậu nhỏ sẽ có xu hướng là gì? Bị chê, bị lì. Do vậy nó sẽ khó cương cứng hơn. Và thay vào đó thì những cái khoảng thời gian nghỉ ngơi sẽ giúp cho thần kinh tại chỗ nó được thư giãn, khiến cho dương vật dễ cương cứng hơn và cương cứng một cách tốt hơn. Yes. Các cái cặp đôi cũng có thể tranh thủ cái thời gian này để có những cái giao lưu tình cảm, trò chuyện để giúp cho hâm nóng cái tình cảm. Và thêm một cái lưu ý đặc biệt nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó là thay vì chúng ta tìm cách để duy trì cái số lần quan hệ thì anh chị có thể xem xét đến cái việc chúng ta gì kéo dài cái thời gian trong mỗi cái lần quan hệ ra. Một cách rất là đơn giản, anh chị có thể là gì trì hoãn cái việc xuất tinh. Chúng ta có thể khéo léo để ngưng nghỉ, dừng bắt đầu để kéo dài cái thời gian ân ái. Và như vậy thì cả hai đều tận hưởng được cái thời gian vui vẻ đủ lâu và cái mức độ khoái cảm được đảm bảo, mà không phải lo lắng rằng cậu nhỏ cứ cứng đầu và nói trên bảo dưới không nghe khi mà chúng ta đã xuất tinh nhiều lần rồi. Và đặc biệt là đừng quên cái chế độ dinh dưỡng và chế độ tập luyện, nó chính là cái chìa khóa để tăng cường cái sức khỏe. Từ đó thì nó sẽ làm tăng cái sức bền này và tăng cái độ dẻo dai từ cả hai phía. Rau xanh này, hàu này, thịt bò này, cá và những cái thực phẩm dầu kẽm, nó sẽ giúp bổ sung thực đơn mỗi ngày. Khi mà chúng ta bổ sung đều thì nó sẽ giúp tăng cường cái sinh lý. Và bên cạnh đó thì chúng ta nên duy trì cái thói quen là đi bộ hoặc là chạy bộ khoảng tầm 20 cho đến 30 phút mỗi ngày, thì nó sẽ giúp cho cơ thể cái sức đề kháng của chúng ta tăng lên rất là nhiều. Tuy nhiên thì có một cái lưu ý rằng trong cái trường hợp này, cái chế độ dinh dưỡng và tập luyện nó sẽ không giúp chúng ta cải thiện 100%. Vì thực chất thì anh hoàn toàn không có cái vấn đề gì về mức độ ham muốn, nhưng lại có các cái biểu hiện là khó cương cứng. Cái tình trạng mà cậu bé tỏ ra cứng đầu, trên bảo dưới không nghe như chia sẻ ở bên trên, thì có thể là cái biểu hiện ban đầu của cái tình trạng là rối loạn cương dương. Và do đó thì chúng ta cần theo dõi thêm và cần phải khẳng định chính xác. Nếu đúng là rối loạn cương dương thì chúng ta cần phải điều trị càng sớm càng tốt. Và tuyệt đối chúng ta không nên tự ý sử dụng các loại thuốc cường dương cấp tốc, tránh nó sẽ để lại những cái biến chứng rất là nguy hiểm. Và bạn đã hiểu rõ hơn về những cái điều mà bạn cần phải làm hay chưa? Bạn còn bất cứ một cái thắc mắc nào hay không? Hãy cho chúng tôi biết điều mà bạn đang thắc mắc. Hãy bình luận cái tình trạng sức khỏe của bạn ở bên dưới. Tôi sẽ giúp bạn cải thiện và phục hồi sinh lực. Và đừng quên là gì? Hãy chia sẻ cái video này tới ai đó ở ngoài kia, nếu mà bạn muốn tốt cho họ, để giúp đỡ họ có được cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm ơn tất cả các bạn.
và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.